xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy bắt mic sử dụng bằng hơi của hãng Unica. Unica là thương hiệu của Nadon nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ không phí thời gian của bạn nữa, mình sẽ khui hộp từ bên trong con máy này như thế nào. Thì đây, mẹ sản phẩm này nha các bạn, ID8H. Và bây giờ mình sẽ khui hộp. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cũng cho chúng ta một cái bắt mic. Đây nha các bạn, hai cái đầu bắt mic đây nha các bạn. Và một cái đầu dẫn hơi vào, một phần từ in. Và một catulo và một sách hướng dẫn sử dụng. Đây nha các bạn. Và rất là nhiều chi tiết linh kiện để chúng ta dễ dàng mua các phụ tùng như thế. Thì đây thì nhân vật chính của chúng ta. Thì như các bạn thấy thì con máy khá là nhỏ gọn. Và chất liệu thì phần thân vỏ thì được làm bằng gan nha các bạn. Đây, phần này là được làm bằng gan. Bên trên thì được làm bằng nhôm nha các bạn. Nhôm với đầu vít đây nha các bạn. Thì con này nó sử dụng mũi vít thông dụng là 6.3mm. Với tốc độ vòng quay của nó là lên tới 8.500 vòng trên phút. Trọng lượng thì con này nó nặng khoảng 1.1kg nha các bạn. Và ngõ khí vào thì ren 13. Với bộ phận công tắc thì công tắc top nha các bạn. Đây là bộ phận đảo chiều nằm ở phía dưới phần công tắc. Rất là nhạy nha các bạn. Đây, rất là nhẹ nhàng để chúng ta dễ dàng thao tác hơn trong khi làm việc. Và bật mic chuyên nghiệp dùng hơi luôn nha các bạn. Đây lỗ thoát khí trên này nha các bạn. Đây có bộ phận tem cảnh báo và logo và thương hiệu, logo và mã sản phẩm được in chụp nổi nha các bạn. Rất không tắt đây, rất là nhạy và rất là chuyên nghiệp. Giá thành thì cũng khá là rẻ nha các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc thì cũng tư vấn thêm về cái sản phẩm bắt vít dùng hơi của hãng Unica Đài Loan này với mã sản phẩm là ID8H thì hãy liên hệ tới số điện thoại, truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe để có động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.